xin chào các chị. Mỗi em đang mặc trên người là một chiếc áo len màu xanh rêu rất là xinh xắn, rất là dễ thương luôn. Với kiểu dáng như các chị thấy là một chiếc áo len màu xanh rêu này, là màu xanh rêu nha các chị, được phối với những cái họa tiết màu như thế này, phối màu như thế này tạo nên tổng thể cái chiếc áo len của mình nó rất là xinh xắn và thời trang. Mẫu này thì rất là thích hợp cho các chị mặc vào mùa thu hoặc mùa đông ha, do chất liệu len dệt của mình thì giữ ấm cơ thể rất là tốt. Mẫu này thì các chị mặc tuy size từ 45 cho tới khoảng 60, này khoảng 58-60kg mặc vừa ha, tùy chiều cao nha các chị. Cổ là cổ lọ nha các chị, cổ là cổ cao luôn, rất là phù hợp mặc vào mùa lạnh. Rồi, mã số của chiếc áo này là TD42 và giá là 430.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giùm em. Sau đó mình sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của Thời Trang Nữ Hoang, hoặc các chị để lại số điện thoại kèm theo bài sản phẩm này dưới video này. Bên em sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Em xin chào các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc áo len rất là xinh xắn và rất là thời trang, với tông màu của mình là tông màu xanh, được phối với hai cái tay của mình như thế này. Phối với hai cái tay cái này giống như chất liệu von, và ở trên này nó có lông đó các chị, nhìn rất là dễ thương luôn, rất là dễ thương. Cổ thì mình được cắt điệu như thế này và có một chiếc phụ kiện đính kèm ngay trước cổ áo, rất là xinh xắn và rất là thời trang. Mẫu này thì mình mặc free size ha, từ 48 cho tới khoảng 60kg là mình mặc được mẫu này, 48 tới 60kg. Màu là màu xanh nha các chị. Rồi, mã số của chiếc áo em đang mặc là TD49 và giá là 390.000. Chị yêu nào yêu thích chiếc áo này thì chụp ảnh màn hình lại giúp em. Chụp ảnh màn hình lại rồi sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của Thời Trang Nữ Hoàng, hoặc đơn giản là các chị yêu để lại số điện thoại của mình kèm theo mã số sản phẩm ngay phía dưới video này. Bên em sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Xin chào các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc áo len dệt rất là xinh xắn và rất là thời trang. Màu này là màu hồng nhạt nha các chị. Màu này là màu hồng nhạt ạ. Và thiết kế áo của mình là ở phía trước thì mình sẽ có những cái đường như thế này tạo làm điểm nhấn cho cái chiếc áo. Và ở phía sau lưng thì mình sẽ có một hàng nút và chẻ lưng nha các chị. Hàng nút và chẻ lưng như thế này. Mặc rất là thời trang, rất là trẻ trung nha các chị. Mẫu này thì mình mặc free size ha, từ 48 tới 60kg là mặc vừa. 48 tới 60kg là mặc vừa. Tay là tay dài. Chất liệu len dệt thì rất là phù hợp mặc vào mùa thu và mùa đông, khi mà trời tiết mình chuyển sang lạnh rồi nha các chị. Rồi, mẫu này em có mã số TD48 và giá là 390.000. Chị yêu này yêu thích chiếc áo này thì chụp ảnh màn hình lại giùm em. Chụp ảnh màn hình lại rồi các chị mình sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của Thời Trang Nữ Hoàng, hoặc đơn giản là các chị chỉ cần để lại số điện thoại của mình kèm theo mã số sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video này. Bên em sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Em xin chào các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc áo sơ mi phối len rất là thời trang và rất là lạ mắt. Với thiết kế của mình là áo sơ mi ở phía trong, chất liệu là vải kaki ha các chị. Và ở phía ngoài là mình sẽ phối với một chiếc áo khỉ. Đây, mình sẽ phối với một chiếc áo khỉ chất liệu là len dệt màu đen, rất là xinh xắn. Và ở hai bên hông thì mình có hai cái khóa để làm điểm nhấn cho chiếc áo này các chị ha. Và hai chiếc áo này là mình dính liền với nhau nha. Hai chiếc áo này mình dính liền với nhau, không có tháo ra được nha các chị. Hai chiếc áo này dính liền với nhau. Và mình sẽ mặc free size từ 48 cho tới 55kg mẫu này ha, tùy chiều cao 48-55kg. Mẫu này mặc rất là dễ thương và rất là thời trang nha các chị. Mẫu này em có mã số là TD41 và giá là 480.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giúp em. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của Thời Trang Nữ Hoang, hoặc đơn giản là các chị chỉ cần để lại số điện thoại của mình kèm theo mã số sản phẩm ngay phía dưới video này. Bên em sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị.
Em xin chào các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc áo khoác len đẹp, rất là xinh xắn, rất là nhẹ nhàng, với tông là màu hồng nhạt, màu da người đó các chị. Tông là màu kem, màu kem da người rất là nhẹ nhàng và tinh tế, được phối với một cái viền mà màu nâu, màu cái viền là màu nâu sô cô la các chị. Màu nâu sô cô la tạo nên tổng thể cho chiếc áo mà nó rất là xinh xắn và nhẹ nhàng nha. Ở đây em đang phối với một chiếc đầm rất là dễ thương. Các chị thấy nè, mình tuy là mình mặc với đầm nhưng mà cái chiếc áo khoác này cũng không làm mất cái form đầm của mình nha, cũng rất là dễ thương luôn. Mẫu này thì mình có nút cài, chị nào thích nút cài nút thì mình có thể cài nút lại nha. Đó, chị nào thích cài nút thì mình có thể cài lại thế này, hoặc là mình thả hờ ra như thế này cũng rất là xinh. Mẫu này thì mình sẽ mặc resize từ 45 cho tới 60kg tùy chiều cao nha các chị. 45 cho tới 60kg tùy chiều cao. Và mã số là TD44, giá là 450.000. Chị yêu nào thích chiếc áo khoác này thì chụp ảnh màn hình lại giùm em. Sau đó mình sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của Thời Trang Nữ Hoàng, hoặc đơn giản là mình để lại số điện thoại của mình kèm theo mã số sản phẩm ngay phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Chị, mẫu em đang mặc trên người là một chiếc áo khoác len rất là thời thượng và rất là sang trọng. Các chị thấy nè, chiếc áo khoác len của mình, cái thiết kế của nó mình rất là sang trọng ha. Đây rất là sang trọng, với những cái họa tiết bông hồng chạy dọc theo cái tà áo trước và ở phía sau như thế này, tạo nên tổng thể cái chiếc áo của mình nó rất là xinh xắn và sang trọng nha các chị. Chất liệu len dệt rất là mềm, rất là mịn nè các chị. Đây các chị có thể thấy cái chất vải của nó này, rất là mềm, rất là mịn mà mặc rất là ấm luôn các chị. Cái áo này mà mặc vào mùa lạnh là đúng bài luôn, vừa đẹp vừa giữ ấm cơ thể mà vừa sang trọng vừa lịch. Các chị thấy không, áo này rất là sang đúng không ạ? Mẫu này thì mình sẽ mặc resize từ 45 tới 60kg tùy chiều cao, thì các chị sẽ mặc vừa chiếc này. Rồi, mẫu này em có mã số là TD50 và giá là 490.000. À, mẫu này mình có tặng kèm một cái chiếc kẹp như thế này nha các chị. Đây, mẫu này mình sẽ được tặng kèm một chiếc kẹp, một chiếc khóa kẹp. Khóa kẹp này để làm gì? Khóa kẹp này là để cho các chị cố định cái phần áo của mình, cái phần áo trước của mình. Chị nào thích khóa hờ thì mình có thể khóa hờ như thế này, còn không thì mình có thể sử dụng chiếc kẹp này để mình cố định cái chiếc áo của mình lại. Đây, chiếc kẹp này là được thiết kế dành riêng cho cái mẫu áo này nha các chị. Rất là xinh xắn, rất là thời trang luôn. Đây, mình sẽ cố định cái chiếc áo của mình như thế này. Đó, các chị thấy cái chiếc áo này rất là xinh đúng không ạ? Gài kẹp lại còn xinh hơn nữa. Và cái kẹp này sẽ được tặng kèm khi các chị mua chiếc áo này nha. Rồi, em xin báo lại TD50 và giá là 490.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giùm em. Sau đó mình sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của Thời Trang Nữ Hoàng, hoặc các chị để lại số điện thoại của cá nhân mình kèm theo mã số sản phẩm ngay phía dưới video này. Bên em sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Em xin chào các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một set đầm bằng len dệt rất là mềm, rất là mịn, mặc rất là xinh. Cái set này và chất liệu của mình là bằng len dệt, các chị mặc rất là ấm. Cái set này thì rất là phù hợp cho các chị ở miền Bắc á, vào mùa thu hoặc mùa đông thì thời tiết se lạnh thì mình mặc những cái đầm len này thì nó giữ ấm cho cơ thể rất là tốt. Và như các chị thấy là ở phía trong mình là một chiếc đầm body cổ lọ. Thôi để lại em đi. Ở phía trong là một chiếc đầm body cổ lọ rất là xinh. Và ở phía bên ngoài là một chiếc áo khoác ở bên ngoài. Cái áo này là áo rời nha các chị. Đây, áo rời tay sát nách và cái cổ nó sẽ sâu xuống như thế này và ở dưới phần áo nó sẽ bèo như thế này, tạo cái điểm nhấn cho chiếc đầm của mình. Cái này các chị nào không thích mặc cái áo ngoài thì mình có thể là mặc cái đầm body ở trong thôi, do cái này mình là rời cho nên mình rất là dễ phối nha các chị. Màu này là màu xanh nè, màu xanh. Váy mình, chân váy thì mình có dập ly nè các chị, rất là xinh luôn. Mẫu này thì các chị vừa mặc đi làm vừa mặc đi chơi đều phù hợp hết nha các chị. Và cái này thì mình có thể mặc từ 45 cho tới 65kg là mình mặc vừa. Và mã số là HN474, giá là 600.000.
Chị em nào yêu thích mẫu này thì chia sẻ video về trang Facebook cá nhân, em sẽ hỗ trợ trực tiếp 100.000 là còn 500.000 cho mẫu này. Và bây giờ công việc đặt hàng của mình đơn giản là chỉ cần chụp lại ảnh màn hình, đặt hàng qua shop hotline hoặc để lại số điện thoại của mình kèm thêm mã số sản phẩm như trực tiếp phía dưới video. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Cảm ơn các chị đã theo dõi video. Các chị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo phía bên dưới để cập nhật những mẫu thời trang mới nhất mỗi ngày.